Nhìn bà ấy không giống người xấu đâu. Hay là cho bà vào ngồi nghỉ một lát nhỉ? Bà ơi, bà vào trong nhà đi ạ. Ôi, cháu tốt bụng quá, bà cảm ơn. Ơ, xe máy của mẹ đâu rồi? Hả anh Minh Quân? Ơ, vừa ban nãy con vẫn còn thấy ở đây mà. Sao ở đây lại có quạt, ghế, với lại cốc nước thế này? Em lấy cho bà cụ vừa lấy chị ạ. À, mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ tìm thấy xe rồi ạ. Minh Quân này, con có lòng thương người là rất tốt, nhưng con vẫn phải cảnh giác với người lạ đấy, biết chưa? Nhỡ hôm nay tên đấy không lấy trộm xe mà bắt cóc hai đứa thì sao? Con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Mình tìm khắp nhà rồi, cũng chỉ được 5 cái vỏ lon thôi. Mình đã xem Hà Anh với Minh Quân mang thêm cái vỏ lon nào không. Mà Hà Anh với Minh Quân lâu thế nhở? Chị em giờ đến rồi đây, Khánh Linh ơi nhìn này, nhiều vỏ lon chưa? Wow, sao chị em cậu lại tìm được nhiều thế? Nghe em chả có cái vỏ lon nào cả. Hai chị em phải đi xin đấy. Đúng thế, chị em cũng phải đi xin khắp cái xóm này đấy. Thôi, xếp vỏ lon xuống đi để con chơi nhá. Ok, xếp luôn. Xong rồi, chơi thôi. Yeah. Giờ chúng mình sẽ chơi ném lon. Mỗi người sẽ có 2 lượt thi đấu. Ai ném thua sẽ phải mua kem cho 2 người còn lại ăn. Okay luôn. Bây giờ phải bàn tù xì xem ai là người chơi đầu tiên đã nhá. Bàn tù xì luôn. Tù xì. Ờ, thắng rồi. Chị với con bàn tù xì xem ai là người chơi cuối nào. Tù xì. Yeah, rồi. Đó, đây là người ném đầu tiên. Sẽ sử dụng chiếc thần thánh này của người để ném. Chị ấy ở đây này. Lần ném thứ hai, tớ sẽ làm đủ hết cho lon kia. Cậu làm mơ đi. Hai người, ném tôi đi. Lần thứ hai của tớ đây này. Yo. Hai cậu ơi. 4 lon lận này. Vậy là sau hai lần ném, tớ đã ném đủ 15 lon rồi. Ôi giời, 15 lon cũng ngoài. Nhìn em ném đi nè. Lon kia. Xem anh đây. Chỉ ném đổ 11 lon thôi các bạn ạ. Như thế là thế nào nhà Khánh Linh? Tớ không biết. Ai phải mua kem ý nhở? Thôi được rồi, tớ thua. Tớ sẽ mua kem cho hai chị em cậu. Đồng ý luôn. Bây giờ thì tất vào lon á. Đi mua kem thôi. Kem ngon quá. Kem của mình là kem gấu nha. Còn kem của tớ là kem đậu xanh nha. Và tớ là kem đậu đỏ này. Về nhà ăn kem thôi. Đi thôi. Cháu ơi, cháu. Bà hỏi ai thế ạ? À? Bà đi qua đây tự dưng thấy mệt quá. Các cháu cho bà vào trong nhà nghỉ nhờ một lát nhá. Bà ơi, nhìn bà đáng thương quá. Nhưng bọn cháu không biết bà là ai. Bà là người lạ, bọn cháu không dám cho bà vào trong nhà đâu bà ạ. Chị anh ơi, trông bà này đáng thương quá. Hay mở cổng cho bà vào nhà đi. Em không nhớ là mẹ dặn không được cho người lạ vào trong nhà à? Giờ ở nhà chỉ có mỗi ba bọn mình là trẻ con. Ngỡ bà ấy lại bắt cóc chúng mình đi thì sao? À, Minh Quân ơi, em vào nhà lấy cho bà cốc nước đi. Đưa kem đây. Khánh Linh ơi, cắt kem vào tổ đi không nó chạy hết. Tôi để tớ cắt.
Bà ơi, chúng cháu xin lỗi bà nhá, chúng cháu không thể cho bà vào trong nhà được đâu bà ạ. À, cổng nhà cháu cũng râm mát lắm, bà ngồi tạm ở đó, lát em cháu sẽ mang nước ra cho bà. Cháu cho bà vào trong nhà một lát thôi cũng được. Dạ không được đâu bà ạ. À, thôi cháu chào bà, cháu vào trong nhà đây. Bà ơi, cháu mang nước cho bà đây ạ. À, xin. Cháu ngoan quá, nhưng giá như bà được vào trong nhà ngồi nghỉ nhờ một lát thì tốt biết mấy. Nhìn bà ấy không giống người xấu đâu, hay là cho bà vào ngồi nghỉ một lát nhỉ? Bà ơi, bà vào trong nhà đi ạ. Ôi, cháu tốt bụng quá, bà cảm ơn. Không có gì đâu bà. Bà ơi, bà đứng đây đi, để cháu đi lấy ghế cho bà nhá. Được rồi. Bà ơi, ghế ạ, bà ngồi xuống đi. Bà cảm ơn. Bà làm không? Để cháu đi lấy quạt cho bà nhá. Quạt đây, để cháu bật quạt cho bà nhá. Bà mát chưa ạ? Bà mát rồi cháu ạ. Bà cảm ơn cháu nhá. Bà ngồi nghỉ một lát, hết mệt rồi bà đi luôn. Vâng, cháu vào nhà đây. Minh Quân ơi, nhanh lên. Em đây, em đây. Ngồi đây, chúng mình ăn kem đi, không cả chảy hết đấy. Ok. Bắt ra nào. Wow, thơm quá. Wow, quả tới là cái đậu xanh này. Còn quả tới là đậu đỏ. Wow. Quả chúng mình hình giống nhau nhỉ? Ui, để nhau thế. Của em hình gấu là em sẽ ăn cái tai trước. À, nhìn ngon đấy. Chị cũng ăn, tớ cũng ăn. Ngon quá. Kem của tớ còn có cả gạo nứt nữa này. Của tớ là Yến Mạnh nha. Trời mà, ăn kem tình cả người. Đúng thế. Em ăn hết rồi đây này. Ôi, mình có ăn nhanh thế. Chúng mình phải ăn nhanh lên. Đúng rồi. Tớ ăn hết rồi này. Tớ cũng ăn hết rồi nha. Thôi, bây giờ bọn mình bỏ vỏ kem xuống đi. Tớ có một món đồ chơi mới nha. Cái gì ạ? Đây là hai hộp đất lạnh mẹ tớ vừa mua cho tớ và em Minh Quân đấy. Rồi giờ ra chúng mình cùng chơi nhá. Ok. Ở đây có rất là nhiều mẫu, nhưng chúng ta sẽ không sử dụng quân bốc mà sẽ tự sáng tạo nha. Ok, hai chúng mình thi lại phương tiện giao thông đi. Ok. Chị Anh ơi, nhưng phương tiện giao thông là cái gì? Đó là những phương tiện đi lại trên đường thủy, đường bộ và cả trên đường không nữa đấy. Đúng thế, ví dụ như máy bay này, ô tô, xe máy hoặc là tàu thủy nữa. Vậy thì em sẽ làm một cái ô tô. Còn chị sẽ làm một cái thuyền đi trên mặt nước. Còn tớ sẽ làm một chiếc máy bay. Bây giờ chúng mình đến nặn đất ra để nặn đi. Đi. Nhiều màu quá nhỉ. Hóa ra những màu đẹp thế này. Mình sẽ làm cái này để làm thân thuyền nha. Mình cũng đang làm thân cho máy bay này. Mình đang tạo hình cho chiếc ô tô của mình các bạn ạ. Mình định làm máy bay màu trắng, nhưng mình chợt nhận ra hôm nay mình mặc áo vàng nên mình sẽ làm máy bay màu vàng. Nhất định tớ sẽ là người lặn đẹp nhất. Còn lâu nhá, tớ sẽ lặn đẹp nhất. Em mới là người nhất giỏi nhất. Để xem. Đây là mắt của xe ô tô này. Mình đang làm cánh buồm cho chiếc thuyền đấy các bạn ạ. Mình đã làm xong tiếp 4 cái bánh xe rồi này. Còn đây là hai cái cánh của máy bay. Bay. Hai chị nhanh lên, em xong rồi đấy. Chị sắp xong rồi. Chị đang làm đây, chị cũng sắp xong rồi. Chị chỉ cần trang trí đó thôi là xong. Tớ cũng đang trang trí này. Đây là chiếc ô tô 4 bánh của mình, lại còn có mắt nữa, đẹp chưa? Còn đây là chiếc thuyền của mình này, lại còn có cánh buồm đầy đủ màu sắc rồi nhá, đẹp chưa? Còn đây là chiếc máy bay siêu cô tê của mình luôn. Đây là chiếc mắt màu đen, chiếc miệng màu đỏ nhá, mình sẽ quay cho các bạn xem. Wow, đẹp chưa? Các bạn hãy bình chọn cho chúng mình xem ai là người nặn đẹp nhất nhá. Các bạn có 5 giây để bình chọn. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Cô tớ là đẹp nhất nhá. Cô tớ đẹp nhất đi này. Cô tớ đẹp nhất mà. Siêu cô tê luôn. Trời tối rồi, thôi tớ về nhá. Ừ, để bà tớ ra mở cổng check out. Ok. Hôm nay chơi vui quá, mai cậu lấy sang nhà tớ chơi tiếp nhá. Ok luôn. Ơ, chào mẹ ạ. Chào cô ạ. Khánh Linh sang chơi đấy à? Vâng ạ, nhưng thôi bây giờ cháu phải về rồi cô ơi. Thế cô chào cháu nhá. Vâng, cháu chào cô ạ. Bye bye nhá.
Mẹ ơi, mẹ có mua quà cho con không? Cả quà của con nữa ạ. Tất nhiên là có rồi. Xe máy của mẹ đâu rồi? Xe máy của mẹ đâu rồi? Hai anh Minh Quân. Của ba đấy, con vẫn còn thấy ở đây mà. Thôi chết, hay là mất trộm rồi. Từ nay hai đứa có khóa cổng cẩn thận không? Dạ có ạ. Sao ở đây lại có quà thế? Mới nãy cốc nước thế này. Chị anh ơi, sao em lấy ra đấy? Em lấy ra để làm gì? Em lấy chút bà cụ vừa lấy chị ạ. Bà cụ nào hả anh Minh Quân? Mẹ ơi, vừa ban nãy có một bà cụ lạ lắm. Bà ấy xin vào đây để nghỉ nhờ nhưng con không cho mẹ ạ. Nhưng sau đó em cho bà cụ vào đây ngồi nghỉ nhờ rồi chị ạ. Minh Quân, sao không có người lớn ở nhà mà con lại cho người lạ vào nhà thế hả? Tại con thấy bà cụ đấy đáng thương mẹ ạ. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận, khóa cổng vào để mẹ đi báo công an. Vâng ạ. Dạ anh ơi, liệu mẹ có tiền được xe không? Chị cũng không biết nữa. Mẹ về rồi kìa. Mẹ về rồi. Mẹ ơi, mẹ tìm thấy xe rồi ạ. May mà bác hàng xóm nhận ra xe của nhà mình nên giữ lại bà đấy đấy. Mà người vừa nãy không phải là bà cụ đâu, mà là người chuyên đi lừa đảo. Nhưng bây giờ tên đó đã bị công an bắt rồi. Minh Quân này, con có lòng thương người là rất tốt, nhưng con vẫn phải cảnh giác với người lạ đấy, biết chưa? Nhỡ hôm nay tên đấy không lấy trộm xe mà bắt cóc hai đứa thì sao? Con biết rồi, con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa đi vào nhà chơi đi, để mẹ đi nấu cơm nhá. Vâng ạ. Yeah. Minh Quân, em đã nhớ chưa? Vâng, em nhớ rồi. Các bạn ơi, nhớ là không được cho người lạ vào nhà khi không có người lớn ở nhà nhá. Minh Quân ơi, đi vào thôi. Các em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Đăng ký đi, chân chờ chị.